chiều ngày 3 tháng 6, huyện Mường Lát tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Mường Lát lần thứ tư năm 2024. Giai đoạn 2019-2024, huyện Mường Lát tập trung nâng cao chất lượng các chương trình, chính sách, dự án đối với đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Công tác giáo dục y tế dân số được chú trọng, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ sản xuất đa dạng sinh kế từ các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2021-2025. Từ việc đầu tư của Đảng và Nhà nước, từ sự nỗ lực vươn lên của đồng bào các dân tộc thiểu số, kinh tế nông lâm nghiệp tiếp tục có bước phát triển. Nhờ vậy đến nay, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện còn 3.266 hộ, chiếm 36,96% theo tiêu chí mới. Dịp này, huyện Mường Lát có 150 cá nhân được Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tặng giấy khen đã có nhiều đóng góp trong sự phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2019-2024.